chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Azisai. Khác với thường lệ thì hôm nay chúng mình sẽ làm một video ngắn nho nhỏ để phỏng vấn các bạn học sinh của Azisai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Em tên là Hoàng Hoài Tú, em quê ở Hà Nội, em sinh năm 2002 và em đi. Bây giờ em đang đi theo diện học của Bảo ở vùng Tokyo và đang đi học kỳ thứ tư này. Vậy thì theo như mình biết thì dạo gần đây tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, thì không biết là tình hình dịch như vậy thì có làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là việc học tập của bạn không? Trong cuộc sống thì nó có ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì về phần cuộc sống thì những lúc chưa có dịch thì bọn em có thể ra ngoài để luyện thể thao và vui chơi giải trí, còn bây giờ hiện tại có dịch thì bọn em phải ở trong ký túc và ít được khi ra ngoài và luyện tập thể thao và rất nhiều thứ khác rồi. Thế còn việc học của mình thì sao nhỉ? Còn về việc học của mình thì cũng ảnh hưởng một chút, vì trước kia chưa có dịch thì bọn em có thể lên lớp và những cái gì khó hiểu và được thầy cô nhiệt tình làm lại giúp đỡ luôn tại lớp và dễ hiểu hơn. Nhưng bây giờ online thì bọn em khó hơn một chút, bởi vì những cái rất nhiều bạn hỏi liên tục và có những câu hỏi khó để giải thích được khi thầy cô không ở gần thì khó để giải thích cho chúng ta. Có nhiều bạn còn ngại đúng không? Vâng. Ngại thì học online mà cũng hơi phức tạp như là mình hạn học của cô đúng không? Vậy thì mà việc học online thì em có làm được công việc nào, có tham gia các hoạt động gì để có thể nâng cao sức khỏe của mình không? Em thì đi hiện tại bây giờ thì không ra được ngoài, thì em rèn luyện nhẹ tại ở nhà và luyện tập một số bài ví dụ như chống đẩy với bạn lên sàn. Như vậy là mình vẫn thấy khỏe như là bình thường mình đi tập thể dục ở bên ngoài đúng không? Được. Như vậy tình hình dịch ở mình và ở Việt Nam thì hiện tại đang diễn biến rất là phức tạp, thì không biết là hàng ngày thì em có theo dõi các cái kênh YouTube hay là các cái trang báo mà liên quan đến tình hình dịch ở Nhật Bản cũng như ở Việt Nam không? Vậy em có theo dõi và theo dõi tình hình dịch của Nhật Bản qua các YouTube và kênh LHK của Nhật Bản, thì diễn biến tình hình của Nhật Bản giờ rất phức tạp. Vậy thì nếu mà tình hình dịch đang phức tạp như vậy thì em có mong muốn là mình có thể tình hình dịch có thể giảm bớt và mình có thể sớm được quay hơn được không nào? Em rất mong muốn điều này. Và câu hỏi cuối cùng mà chị muốn đặt ra đó là đến cuối video rồi thì em có muốn nhắn nhủ với các bạn đang xem video này một điều gì không nhỉ? Em muốn nhắn nhủ tới các bạn sau khi xem video này là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và một ngày nào đó tình hình dịch bệnh sẽ giảm bớt đi, chúng ta sẽ được sang Nhật và thực hiện những ước mơ của mình. Tú đã tham gia cuộc phỏng vấn cùng đại diện sang ngày hôm nay và mong rằng tình hình dịch ở Nhật Bản cũng như là Việt Nam sẽ sớm qua đi để các bạn có thể du học sinh cũng như là thực tập sinh có thể sớm quay qua Nhật để thực hiện ước mơ của mình, và mong rằng là Tú và các bạn học sinh của